Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 45, giải 8 Long An 65, giải 8 Bình Phước 17, giải 8 Hậu Giang 99 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 244009, giải đặc biệt Long An 799831, giải đặc biệt Bình Phước 267927, giải đặc biệt Hậu Giang 287115. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.